Ở đây không bán chè bảy màu, chỉ bán bánh lọt thôi. Mời mọi người Happy birthday.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
push my body. 나부터 lick some mind. I'm getting really naughty. Just give me one more time. Come here and touch my body. 나부터 lick some mind. I'm getting really naughty. Just give me one more time. Time, 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 time. Just give me one more time.
nay birthday của em, ôi happy vô cùng. Xin hát câu chúc mừng happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Đây là quả hồng nụ cười tươi thắm, chúc em sinh thần hạnh phúc nhất hôm nay. Pháo hoa bánh kem thiệp hồng cùng bạn bè hát vang lời ca, bên nhau vui bất cả tình mừng này đường hồng hãy mong càng ly. Mừng em niềm tuổi mới an vui, ước mơ đạt thành là đồng tay. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ta hãy nâng ly hát lên khúc ca chúc mừng, chúc sinh nhật hồng ngày vui này nhớ ơn mẹ cha, nhớ công dưỡng nuôi sinh thành nhờ ai mà có ta ngày nay. Quan tâm là đến tiền lương mà các thiếu gia khi đến mua chuối khi trên tay cầm.
tao không ngờ mày là một thằng phản bội.
Cậu lấy con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó? Làm công an. Nên con lấy cái còng, con dí mấy thằng chạy xì bo rider xa chia, con dí mấy dòng, con dí mấy thằng bán ma tí xong đi vô chồng bay mấy thằng đang bấy phòng, con dí kiếm tiền làm đám cưới và rước con gái bác bằng quý xe rồng. Bác cứ yên tâm và con gái bác cho con đi, con làm công an nên con cũng thấy lòng. Không muốn thì 500, không giấy tờ thì 200. Ê các bạn làm liều có chuyện ngang là bác đợi tôi xíu nha, con dí bắt nó xong khoảng 2 năm. Làm người tốt đó bác thấy không, dí mấy thằng đá gà vượt hát mấy xong. Làm người tốt đó bác thấy không, bác cái gì án Cà Mau Hải Phòng. Bác đánh bài, bác bầu cua, tôi cặp coi tôi nó lắc đầu thua. Bác cũng đi, nó đánh mờ u, tiền dài dọc thì con mới chắc là thua. Xin thì tôi nghèo và khác và xa, nếu con gái bác đi hát gà la. Bác đi bác làm liều đi đánh ngủ nữa, con mà phát hiện là con bắt bác à nha. Xì bo rider sa chi con dí mấy dòng, con dí mấy thằng bán ma tí xong đi vô bên trong mà với mấy thằng đang bấy phòng, con dí kiếm tiền làm đám cưới và rước con gái bác bằng quý xe rồng. Bác cứ yên tâm và con gái bác cho con đi, con làm công an nên con không thấy lòng. Không mũ thì 500, không giấy tờ thì 200. Ê các thằng làm liều có chạy ngang rồi bác đợi tôi xí nha, con dí bắt nó trong khoảng 2 năm. Làm người tốt đó bác thấy không, dí mấy thằng đá gà vượt hát mấy xong. Làm người tốt đó bác thấy không, bác cái gì án Cà Mau Hải Phòng. Bác đánh bài bắt bầu cua, vừa gặp con là tôi nó lắc đầu thua. Bác cũng ghi tôi đánh mờ u, tiền dài dọc thì con mới chắc là thua. Xin thì tôi nghèo giờ khác và xa, nếu con gái bác đi hát cà la. Bác đi có làm liều đi đánh mờ u nữa, con mới phát hiện là con bắt bác à nha. Những chiếc xe quay cả tàn.
Em bàng hoàng, em giật mình, em chia tay.